Anh mời em. Mời anh. Đạo quá em. Trời ơi, chưa bao giờ em gặp một người nào mà đô như anh hết trơn á. Chưa bao giờ anh thấy một người phụ nữ nào đẹp lạ lùng như em. Em kêu anh qua đây chỉ là kêu anh ngồi rồi uống rượu rồi cụng ly như vậy thôi sao? À, chứ anh muốn cái gì nữa? Anh muốn nằm. Dễ quá mà. Anh nằm đi. Nằm sofa ra cũng được. Trời ơi, sofa nhà em bự quá, nằm đi. Không, không. Anh không muốn nằm một mình. Ý anh là sao? Hai mình. Hai mình hả? Rồi sao nữa? Đưa cái bàn tay của em đây. Thôi thôi thôi, em không dám đâu. Thôi thôi thôi, em không dám. Cất ly rượu. Ai vậy em? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Anh Tùng, anh tới đó nãy em có nhắn tin cho anh Tùng. Tùng qua không? Tùng qua hả? Ở đó ông Tùng qua ông xử anh chết. Ê, đi đâu mà anh, đi đâu mà anh, ngồi xuống đi. Trời, anh trốn chi đi đâu? Trời ơi, có anh Tùng vô uống chung mới vui. Có uống chung cái gì đâu, qua quýnh anh một cái là chết ngắt. Ngồi luôn. Ngồi đó. Gì vô vậy? Đâu rồi? À, anh hỏi ai? Người lạ gì đó. Làm gì có, trong nhà em làm gì có người lạ nào. Trời ơi, anh đang nghi quá à. Anh nghe mấy đứa nhỏ nói nhà em có một cái bóng lạ lắm đi vô nhà. Trời ơi, nếu mà có người lạ là em mượn bờ vai rồi. Không có đâu, không có đâu. Không có người lạ nào trong nhà em đâu. Không tin hả, anh đi tìm đi. Thôi, đi tìm mất công khó chịu lắm. Nhưng mà tôi nói cho Linh biết á, là người lạ thì không sao, chỉ sợ người xấu thôi. Không tin anh đi tìm đi, em nói thiệt. Đó, tìm hết cái nhà em đi thì có người lạ không? Thôi, anh chỉ qua đây anh nhắc em vậy thôi. Phải cẩn thận. Anh đã nói với em một lần nữa là từ người lạ chuyển qua người xấu rất là nhanh, nghe chưa? Cẩn thận đó. Anh lo lắng cho em đúng không? Anh sợ đúng không? Anh đang sợ là có người lạ người ta sẽ hãm hại em. Anh lo lắng, anh quan tâm em đúng không anh Tùng? Không phải, tại nghe mấy đứa nhỏ nói. Không nghe mấy đứa nhỏ bị qua mắt ta. Thì anh đi tìm đi. Tìm đi. Hết nhà em mới làm cái gì? Là nó. Ê, chạy đi. Em muốn đây của em làm gì vậy? Mày chạy đâu hả Sơn? Sơn gì vậy? Anh ghen hả? Anh đang bực mình đúng không? Thì anh ghen mà đúng không? Trời ơi, đúng rồi, anh ghen đi. Anh tập đôi đi. Tập đôi đi. Không thì anh quýnh em đi. Anh quýnh em đi. Anh biểu lộ cái sự ghen tuông của anh đi. Anh ghen đúng không? Anh đã khó chịu đúng không? Ghen. Điện thoại đen nè. Alo. Rồi, hiểu rồi. Chú ra liền. Anh đi đâu? Không được, anh qua nhà em rồi nó lại chơi em đi. Trời ơi, sao được Linh ơi. Hai đứa mình chưa, không được. Không có việc gì quan trọng bằng em. Anh Tùng, không được đi. Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày muốn làm chuyện xấu xa ở đâu thì làm, nhưng riêng cái khu chung cư này thì không được nghe chưa mày. Biến đi chỗ khác. Ở đây dành cho những người lương thiện ở. Mày lén phán tới đây tao lấy cặp giò mày đó. Chú Đức nói là ổng làm, tao nói tao cũng làm nghe chưa mày. Hai người bây giờ có thể tự nhiên đến với nhau rồi đó. Ê, nói gì vậy anh Tùng? Linh. Anh Tùng. Gì là gì? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Nha. Từ nay về sau mà lén phán tới khu này nữa là tôi chặt cặp giò anh đó. Trả cái khăn này.